Chào ông đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình lại tiếp tục cái chương trình khuyến mãi của Toyoko nha mấy anh em ơi. Thì trong cái video này thì mình sẽ có hai cái combo giá rất là tốt luôn. Thứ nhất là về con bu lông. Anh em mua một con bu lông này sẽ được tặng một trong bốn con này ha. Và combo thứ hai là mua một cái khoang ba chức năng, một bộ khoang ba chức năng, một bộ khoang máy, một bộ máy mài thì sẽ được mua cái máy laser giá chỉ có 99.000 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Hoặc là được tặng một cái con máy khoan trong chương trình cũ mà bên cửa hàng mình còn tồn hai con. Thì đó là cái chương trình của video ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái sản phẩm nha. Combo thứ nhất là đây là một cái bộ máy khoan, máy bu lông 550 N của Toyoko, một máy 2 viên pin 4A một sạc. Đối với cái dòng này thì các tác vụ về xe máy ok, mở bánh sau 4-7 chỗ gì là ok hết nha mấy anh em. Đấy. Động cơ không chổi than 550 N. Tốc quay từ 0 đến 2,5, bố đập từ 0 đến bàn 3. Đấy, một viên pin là viên pin 4A của nhà Toyoko luôn và bảo hành thân máy pin sạc đều là 6 tháng hết. Máy bu lông của Toyoko cái dòng này nó chạy rất là êm và được nhiều khách hàng cũng phản hồi anh em ha. Chạy khá là êm ha. Chức năng mà chức năng mở ốc thì nó cũng có cái tính năng là nới đầu ốc ra ha. À, nó hết lực đầu ốc là nó sẽ ngắt, nó sẽ không rớt đầu ốc ra, không rớt con ốc ra ngoài đó mấy anh em. Nè, đấy. Còn về siết vào thì có ba gấp số 1, số 2, số 3. Đấy. Thì cái con này thì nói chung hình lượng đặt trước giờ bán cũng khá là nhiều rồi. Thì hôm nay thì nó có cái chương trình chạy combo này. Thì anh em mà đang có nhu cầu thì mình có thể liên hệ mình mua. Thứ nhất, mua combo này với giá là 2.090.000 thì anh em sẽ được tặng cái gì đây? À, đầu tiên tặng hấp dẫn lắm nha mấy anh. À, cái bộ này là gồm là hai pin một sạc kiểu thùng đúng không? Rồi, tặng đầu tiên nó là một cái thân siết vít. Đây, tùy chọn nha chứ không phải tặng 4 nha mấy anh em. Đây, tặng một cái con thân băng vít. Đây, con thân này thì lực 230 N. Đấy. Thì sẽ được hai cái thùng. À, anh em sẽ mua cái này 2090 được tặng cái thân này kèm theo cái thùng. Thì cái thân này á đây nè. Đó là nè. Đấy. Ok. Siết vít 230 N nha. Nó tương ứng với số 1, số 2, số 3 là 100 nè, 180, 230. Nó cũng có cấp số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. Ha. À, xả rồi vít ra cũng vậy ha, nó không bị rớt nó vít nè, ngắt vít nè. Ok. Rồi. Đó, thứ nhất là cái thân nè. Thì anh em nào thích cái thân bắn vít thì mình có thể mình tùy chọn nha. 2090 thì mình chọn một là cái thân bắn vít này. 230 N nha. Dùng chung chân pin với cái này luôn. Cái thứ hai nữa, không thích thân bắn vít thì mình qua mình chọn cái thân máy khoan. Đây là cái thân máy khoan 0123, đầu kẹp 13 ly. À, máy này đều là động cơ không chổi than hết nha. Cái thân này đó mấy anh. Cái thân này thì cái lực xoắn của con này nó lên tới là 60 N. Đầu kẹp 13 ly nha, có búa. Rất là to luôn nè ha. Đấy. Thì cái này là cái tặng nha, nó tùy chọn. Một là thân bắn vít, hai là thân khoan. Khỏe đi không? Ồ không, cái con này 95 N chứ lộn anh em ơi. Lộn. Con này là số 2 á, là nó là 60 N, số 1 là 95 N nha. Nên để vị trí số 1 á, tốc quay nó chậm thì cái lực xoắn nó cao, số 2 tốc quay nó nhanh thì lực xoắn nó sẽ chậm lại nha. Đầu kẹp 13 ly. Đấy, rất là to, mật vả luôn nè. 95 N nha, ba chức năng khoan bắn vít, khoan búa. Thì tùy chọn thôi. Anh em thích thân nào thì mình mua cái đó nha. Thế thì mình chọn cái đó. Cái này thì nó không có chỉnh đi nha. Cái phím máy khoan thì không có chỉnh nha. Cái khoan thế hệ mới này nó chạy rất là mượt anh em ha. Êm. Đó, ba chức năng khoan bắn vít khoan búa nha, 20 cấp trượt. Đấy, ngon lành. Rồi. Ngoài ra thì anh em không thích hai cái này thì bên công ty họ cũng có thêm một cái sự lựa chọn nữa nha. Thì hai cái này thân bao hai con nít thì nó sẽ chung pin với cái này đúng không, thì họ sẽ có thêm hai cái sự lựa chọn nữa. Anh em mua cái này 2090 thì một là được tặng nguyên một cái bộ luôn. Đây, nguyên cái bộ này có giá là 790.000 đó, anh em sẽ được tặng nguyên bộ này nha, nguyên cái bộ luôn, là một cái con bắn vít nè và hai viên pin 16V và một sạc. Đấy, bộ con vít 2 viên 16V một sạc là họ tặng luôn. Đó, anh em mua 2090 được tặng cái bộ này 790.000. À, thì tùy chọn thôi. À, còn không thích cái bộ này anh em có thể qua lựa chọn dòng máy khoan.
máy khoan này. À, anh có thể lựa chọn dòng máy khoan này. À, khoan 16V này anh. Nãy có giới thiệu anh em rồi nè. Đó, thì sẽ được tặng cái bộ này. Bộ này với giá là bộ này giá là 830 ngàn nha mấy anh. 830 ngàn, pin là pin 16V hết. Thì anh em nào mình thích cái dòng nào thì mình lựa chọn cái dòng đó. Dòng này thì nãy mình có review giới thiệu rồi ha. Đó là một sự lựa chọn một trong bốn cái sản phẩm quà tặng nha anh em ha. Mua con bu lông 2 triệu 090 ngàn thì sẽ được tặng một trong bốn cái, tùy anh cho em chọn loại nào thôi nha. Đấy rồi, ok, mình sẽ qua combo thứ hai. Hiện tại những combo này cửa hàng mình đang có sẵn luôn nha, anh em ghé là có. Combo thứ hai thì khi mà anh em mua một con bê tông, combo này dành cho mấy anh em làm điện lạnh cũng được nè, hoặc anh em mà làm thợ xây dựng á. Rồi, anh em mua một cái con bê tông với giá tiền là 2 triệu 090 ngàn. Con bê tông của Tuyco này rất là khỏe nha mấy anh, rất là khỏe. Khoan bắn dít, khoan nè, khoan đục nè, và đục nè, lộn nha, không có bắn dít nha, đảo chiều nè, ok, khoan, động cơ không chỗ than nha. Anh em lưu ý dùm cái pin mà xài cho cái này thì chỉ xài cho cái này thôi nha. Còn anh em mà lấy cái viên pin khác bỏ đây là bỏ không có được, bởi vì cái viên khác nó sẽ dài hơn. Một bộ này là 2 triệu 090 ngàn, đi kèm theo viên pin là 6A, hai viên pin 6A kèm theo một cục sạc. Đó, anh em mua cái bộ này là 2 triệu 090 ngàn nha. Rồi, cái bộ thứ hai mà anh em phải mua đó là một cái bộ về máy mài 1 triệu 670 ngàn. Đó, 1 triệu 670 ngàn. Đó, nó cũng là hai cái viên pin 6A. Ủa, cái này sao nó bị rớt đâu, hai viên pin 6A luôn nha. Cái này chắc mấy đêm khi lấy một viên pin 6A ra rồi. Rồi, cái này là hai viên pin 6A nha mấy anh. Anh em mua thì nó sẽ có hai viên pin 6A. Đây. Ok. Đấy. Hai viên pin 6A thì với giá chỉ có 1 triệu 670 ngàn cho con máy mài như thế này thôi, động cơ không chỗ than. Thì anh em mua hai bộ này với giá bao nhiêu tiền là 3 triệu 760 ngàn nha. Thì anh em sẽ được gì đây, anh em chờ xíu. Cái bộ này thì nó phải mua hai bộ mới được nha mấy. Nhưng mà anh em được cái là hai viên pin 6A. Đấy, rồi qua đi, rớt cái bát rồi. Thì anh em sẽ được mua cái con này nè với giá 99 ngàn. Đấy, con này con máy cân bằng laser ha, 5 tia màu xanh, giá 99 ngàn nha. À, giá 99 ngàn với điều kiện là phải mua hai con đó mới được. Ok ha, cái con này là đó, 99 ngàn được hai viên pin nè. Rồi, viên pin cầm khá nặng ta. À, cũng vừa ha, chứ không quá nặng. Đấy, được mua bộ này với giá 99 ngàn, không có kèm chân nha mấy anh. Không có kèm chân. Rồi, gạt qua. Rất là sáng luôn nha. Đây, 5 tia. Đó, sáng rực luôn anh em. Ok ha. Đó, thì anh em mà mua hai cái bộ này với giá là 3 triệu 760 ngàn thì được mua cái con này với giá chỉ có 99 ngàn thôi. Mua chứ không có tặng nha. Mua chứ không có tặng. Cái này không, bên công ty họ không có tặng được cái này. Nha, anh em sẽ mua với giá là 99 ngàn. Hoặc là cái chương trình cũ ấy mấy anh em. Mình còn hai cái bộ máy khoan này. Đó, hai bộ khoan này thì nằm trong chương trình nè, chương trình tặng. Rồi anh em mua hai cái máy này với giá là 3 triệu 760 ngàn thì được tặng con máy khoan này, đầu kẹp 10 ly, hai viên pin luôn. À, mà cái này mình chỉ có hai bộ thôi nha, lý do là toàn chương trình cũ sẵn đã giới thiệu cho anh em luôn nè, còn chương trình mới là tặng là mua con bóng vít đó. Rồi, 3 triệu 760 ngàn được tặng luôn con khoan này, hai viên pin 2A kèm theo một sạc. Con này lượt sẵn là 58 niu, đầu kẹp 10 ly ha. Đấy, con này đúng chất mà anh em làm thợ điện lạnh luôn á, leo trèo trên cao nữa ha. Nó thiết kế viên pin nhỏ nhỏ dành để cầm cho nó gọn mấy anh em, lên bắn con vít khoan cái này nó ít á thì chúng ta xài cái này, chứ chúng ta xài ít mà chơi cùng pin 4A cầm nó rất là to. Rồi, anh em nào mà muốn tặng cái con này thì chỉ có hai combo thôi nha, hai combo là hết. Còn cái combo mà mua cái máy laser 99 ngàn thì combo đó là hãng nó chạy trong cái tháng này đó anh. Rồi, hết rồi ha. Đấy, anh em đang có nhu cầu về dòng nào thì liên hệ số điện thoại bên dưới được mua hàng. Giá mình là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm phí ship nha. Rồi, ok mấy anh em.
chương trình này của trong cái tháng 7 ha mấy anh em ha. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.